Bây giờ sẽ là trận đấu mà Pedro Paulo trở lại và cùng với Viettel cố gắng vượt qua câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng đang gặp phải sự tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Bóng vừa chạm chân của Kaiki. Để mà bóng rất nguy hiểm, đây là Trọng Hoàng. Sút bóng. Tỷ số được mở cho cầu thủ Viettel. Tận dụng từng sai lầm nhỏ nhất của đối phương, Trọng Hoàng tiếp tục ghi bàn. Trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân Hàng Đẫy. Ngay ở phút thi đấu thứ 7, các cầu thủ Viettel đã vươn lên. Đây là niềm vui của các cổ động viên đội khách. Như đã nói thì đây chưa phải là thời điểm mà người ta có thể kiểm chứng thực sự tất cả những ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay, bởi mọi thứ trên bảng xếp hạng là vô cùng chật chội. Nhưng đây là pha bóng mà Trọng Hoàng đã để lại dấu ấn đầu tiên của trận derby thủ đô. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đá đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Viettel. Bóng khẽ chạm vào chân của Moses, nhưng đó là một tình huống dứt điểm đầy uy lực của Trọng Hoàng. Quả đá phạt của Quang Hải, cú vào. Bóng đã chạm vào cột dọc. Quả đá phạt lên. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Quang Hải. Bóng chạm vào mép ngoài cột dọc. Trọng Hoàng. Cơ hội Minh Tuấn không vào. Đã có lỗi việt vị. Hai đội chưa ăn miếng trả miếng trong 5 phút thi đấu vừa qua. Sau pha cản phá vừa rồi thì Tấn Trường đang bị đau. Quả đá phạt góc của Thành Lương. Quang Hải. Số 19 đã vào không đúng nhịp ở phóng vừa rồi. Trong những tướng phối hợp đá phạt góc như ở tình huống mà chúng ta vừa được theo dõi, đặc biệt là về phương diện tài chính. Trong khi đó, cơ hội dành cho cầu thủ chúng ta không vào. Quá đáng tiếc cho pha thoát xuống vừa rồi của Trương Văn Thái Quý. Một đường chuyền đã xé toang hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel. Nhưng ở thế đối mặt với Nguyên Mạnh thì Trương Văn Thái Quý lại có cú đệm bóng vọt sang ngang. Số 74 của câu lạc bộ Hà Nội đã phá bẫy việt vị thành công. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm này. Thật sự đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà. Cai Kê. Trọng Hoàng không vào. Trọng Hoàng chớp thời cơ rất nhanh. Diễn ra trong ngày hôm nay. Trọng Hoàng rất nguy hiểm. Vũ Minh Tuấn cơ hội dành cho Cai Kê. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Viettel. Tấn Trường đã có hai tình huống cứu nguy liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Minh Tuấn vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Đối mặt không vào. Vẫn đang là Vũ Minh Tuấn, vẫn không vào. Liên tiếp những tình huống dứt điểm. Và nếu không có tài năng của Bùi Tấn Trường ở trong hiệp đấu thứ hai này, người chơi với một hàng phòng ngự kín kẽ bên phía phần sân nhà của họ và có được rất nhiều khoảng trống ở phía trên trong những tình huống phản công. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đá của Dương Văn Hào nhưng không đánh bại được thủ môn Bùi Tấn Trường. Đường chuyền của Quốc Long. Giovane chân trái không vào. Lại là Quang Hải. Và Hà Nội chỉ có thể chờ đợi vào những khoảnh khắc như vậy thôi. Khoảnh khắc của những cầu thủ ngôi sao. Mọi thứ đều rất bế tắc đối với họ. Của câu lạc bộ Viettel nữa. Không được.
Thẻ phạt đã sẵn sàng. Đó là một động tác xấu của Đức Huy. Người đã bị đau là Hữu Thắng. Đức Huy nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Có lẽ là thẻ đỏ trực tiếp là một thẻ phạt hơi nặng. Một chiếc thẻ vàng thì hoàn toàn xác đáng. 4 phút đã bù giờ, Kiều Văn Ê. Vẫn là Kiều Văn Ê. Phút đá bù giờ thứ hai trận derby thủ đô. Lỗi thuộc về Cai Kê. Thẻ vàng thứ hai dành cho Cai Kê. Và Việt Theo cũng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Hai chiếc thẻ đỏ được rút chỉ trong vòng có 3 phút. Thẻ phạt xác đáng cho Cai Kê. Trước đó thì anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng bởi lỗi phản ứng ở trong hiệp 1. Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Viettel trong khổ vòng đấu thứ 8 của LS League 1 2021. Kết quả của trận đấu này, đội khách Viettel vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng được ghi do công của Trọng Hoàng ở ngay phút thi đấu thứ 7.